Hơn đứa tuổi mà tôi chưa gặp công an nào mà tôi cũng không phục các ông sẽ làm phần cái thằng tôi cứ đánh cho làm phần anh chỉ lao vô cùng xin lỗi chị trừ cho mặt nếu không hợp tác thì tôi anh cùng công an của tôi.